Thưa bác, thưa anh, hôm nay cháu sang đây là có chuyện muốn nói với bác và anh ạ. Có gì thì cháu cứ nói nhanh nhanh lên. Từ trước đến nay bác vẫn coi cháu là dâu con trong nhà cơ mà. Thưa bác, cháu với anh Thắng yêu nhau cũng được mấy năm rồi. Nhưng mà lấy nhau nó là cái duyên cái số bác ạ. Bây giờ cháu muốn coi anh Thắng như là bạn bè thôi ạ. Cháu nói hay nhỉ. Cháu thích đến thì đến, cháu thích yêu thì yêu. Bây giờ cháu không thích nữa thì cháu lại đến đây cho bảo là coi là bạn bè. Nghe nó dễ nhỉ. Tại cháu với anh Thắng không hợp nhau ạ. Cũng hợp nhau. Cái ngày đầu yêu nhau thì mà cái gì cũng hợp. Hai đứa hát xì hơi bảo hợp nhau thế. Bây giờ vớ phải cái thằng kia gái này bảo không hợp luôn. Cái thằng này nữa. Tại sao mày lại hèn thế? Thật trước đấy mà cái thằng nào nó hèn như mày đấy Thắng ạ. Bây giờ nó đến nói là bạn bè mà mày cũng nghe được. Ngu nó vừa vừa thôi con ơi. Mẹ cái gì mẹ chửi con. Thế bây giờ người ta đến người ta bảo bạn bè con bắt người ta gọi là chồng bè. Ngu lắm ấy, chút đấy mà cái thằng nào nó ngu như cái thằng này thế mới lạ chứ. Thưa bác với anh, hôm nay cháu sang đây là mời bác và anh. Tuần sau cháu sẽ lấy chồng. Cháu mời bác và anh bớt chút thời gian để qua chung vui với cả vợ chồng cháu ạ. Thế là hết tất cả rồi. Thôi, anh đừng khóc nữa. Em cũng có sung sướng gì đâu. Ui giời ơi, ra để không sung sướng. Lấy chồng giàu sang thì ai chả sướng thì mà không sung sướng gì đâu. Cô thì thích nói cái gì để nói được. Thôi, thưa bác, thưa anh, em về ạ. Nhục cũng chưa. Còn mày nữa, thôi đi. Ôi, mày khổ như tôi không. Cái thằng này vỡ hết trứng của tao rồi. Mày có biết bao nhiêu một quả trứng không? Mày giận nó mày bóp trứng à? Vô chửi con ý thôi. Được rồi. Sang phải. Ui giời khổ quá. Bên phải là bên nào? Ui giời, đấy là tay phải của mày. Mẹ đang bảo tay phải của mẹ cơ mà. Đấy, được rồi. Được rồi. Tuổi gì? Tuất. Khổ quá, đấy là tuổi Tuất, là tuổi của mày. Mẹ đang nói cái thằng bên kia kìa, tuổi gì mà tranh giành được của mày, đúng không? Trời ơi. Tình hình sao rồi em? Sao bác ạ? Em nói với anh Thắng rồi, em sẽ về với đội của anh. Úi giời tốt. Là thế thái độ của nó thế nào? Anh ấy khóc bác ạ. Ôi ôi, khóc đi con ạ. Thương nhỉ. Mà mẹ cũng phục mày thật đấy. Mày lại cướp được trên giàn quất của cái thằng đấy. Vâng, con lắm ấy. Mày không có mẹ thì mày lấy đâu ra mà mẹ phục hả con? Vâng, mẹ giỏi mà. Trèo thế này là được rồi đấy con ạ. Đi vào nhà. Vào đi. Tuần sau sẽ tổ chức cưới. Bị nhé. Tuổi gì? Mày viết thế để làm cái gì? Mày hèn lắm. Được tin em lấy chồng, lòng anh buồn biết mấy. Được tin em có chồng, chắc người từ đó ấy còn thương nhớ khôn nguôi. Giờ em đi lấy chồng, còn đâu mà trông ngóng.
đem duyên em với chồng, xây cuộc đời đầm ấm để anh tan nát lòng. Em ơi, câu ước thề chưa phai, năm tháng nào bên ai chung bóng trăng soi. Em ơi, bao tiếng cười reo vui theo tiếng đàn chơi vơi vòng xuống đêm dài. Người ơi, nay hết rồi tình duyên lìa hai lối, giờ em vui với chồng, anh về lòng tê tái, lệ rơi trong tiếng cười. Mấy được tin em có chồng, chắc người từ đó ấy còn thương nhớ khôn nguôi. Giờ em đi lấy chồng, còn đâu mà trông ngóng đẹp duyên em với chồng, xây cuộc đời đầm ấm để anh tan nát lòng. Em ơi, câu ước thề chưa phai, năm tháng nào bên ai chung bóng trăng soi. Em ơi, bao tiếng cười reo vui theo tiếng đàn chơi vơi vòng xuống đêm dài. Người ơi, nay hết rồi tình duyên lìa hai lối, giờ em vui với chồng, anh về lòng tê tái, lệ rơi trong tiếng cười.